Xin chào em, trong video hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn ta giải bài tập 4.11 trong chương 4 môn học cơ sở lý thuyết mạch nhận 1. Thì bài này người ta yêu cầu tìm số trị các đồng hồ đo. Chúng ta thấy rằng ở đây đề bài nguồn có cái bài tập có hai nguồn, một nguồn một chiều, một nguồn xoay chiều. Thì ở đây chúng ta bắt buộc phải sử dụng phương pháp xếp chồng để ta tìm các số trị đồng hồ đo. Thì các đồng hồ đo ấy, thì chúng ta sẽ là đo giá trị hữu dụng. Ví dụ như là A1 sẽ đo là giá trị hữu dụng của dòng điện chạy qua cái nhánh 1. P2 này là sẽ đo giá trị hữu dụng của điện áp trên tụ C2. A2 là đo cái giá trị hữu dụng của dòng điện qua cái L3. Và V1 trong trường hợp này chúng ta nhìn đây, mark cái hai đầu cái L3 chính xác là đo giá trị hữu dụng của điện áp đặt trên nền L3. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thì bài tập và chúng ta sẽ làm bài tập hướng dẫn sau này. Bài này thực chất thì chúng ta nhìn nhìn qua thì thấy nó tương đối là phức tạp đúng không? Nhìn cái dây dợ nó lằng nhằng lắm đúng không nhỉ? Nhưng mà khi thầy sẽ vẽ lại chúng ta nhìn nó rất là đẹp thôi. Đấy. Thầy nói vui ở đây, cái bài này dọa trẻ con thôi, mình không phải trẻ con thì cũng không đáng sợ lắm đúng không? Đấy. Cái hình của chúng ta thấy nó lằng nhằng thôi, nhưng mà thực chất vẽ lại thì chúng ta thấy là nó chỉ có ba nhánh rất là đẹp đúng không? Và cái bài toán này, cái dạng này với số liệu như này thì chúng ta đã quen thuộc rồi, làm rất là nhanh nếu biết cách làm. Ok, thầy sẽ tiến hành luôn này. Trước tiên thầy vẽ lại cái sơ đồ một chút để chúng ta dễ hình dung. Cái sơ đồ của chúng ta này, thầy vẽ lại cái sơ đồ nhá. Chúng ta chú ý cái vẽ lại sơ đồ với nguồn dòng di thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thành, thực ra mạch nó chỉ có ba nhánh thôi, ba nhánh. Nhánh thứ nhất này có cái điện trở này, nối tiếp một nguồn E này. Nhánh thứ hai thì chúng ta có một cái điện cảm, nối tiếp một cái tụ điện. Ok. Nhánh thứ ba thì có một cái điện cảm thôi. Đó, mình vẽ lại thôi, còn các đồng hồ đo tao bỏ qua hết đúng không? Đó. Đây là một cái E. E0. Đây cái L1. L2. C2. L3. Rồi. Chúng ta thấy nguồn dòng di này, di này, ở trên này đang đi vào nút đúng không, dưới này đang đi ra của nút thì đi vào, trên là đi vào, đó là di, dưới là đi đi ra di. Ok đấy, thế bây giờ chúng ta tìm số trị đồng hồ đo. Ta vừa đây tính rồi, nó V1 nó đo điện áp trên đấy L3 đó. Thế còn cái thằng A2 là đo dòng điện chạy qua L3, V2 là đo điện áp trên đấy tụ C2, và A1 là đo dòng điện trên dòng trên cái qua cái điện trở R1. Đó, chúng ta vẽ sơ đồ này rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành này. Ở đây đầu tiên ta cho nguồn một chiều E0 tác động, đương nhiên là gì bỏ đi rồi. Cho E0 bằng 30V tác động. Rồi, E0 bằng vôn tác động thì chúng ta thấy này, ở đây thằng này hở mạch này, thằng này hở mạch này vì có tụ điện C này. C không cho dòng điện một chiều đi qua này, bỏ qua luôn cái nhánh này. Thằng N3 nó trở thành một dây dẫn đúng không? Vậy thì sơ đồ mạch rất là đơn giản thôi, sơ đồ mạch. Sơ đồ mạch lúc này chỉ còn có một cái điện trở R1, một cái nguồn và đây là cái dây dẫn đây. Đó, đây là cái thằng E0 của chúng ta. Và đây là cái thằng R1, được chưa? Nếu chúng ta vẽ một cái dây giữa thì chúng ta cứ vẽ đây, để chúng ta tí nữa yêu cầu tính cái gì ta tính, đúng không? Đó, rồi. Bây giờ, thứ nhất là ta phải tính cái Y1 10. Rồi, cái thằng này phải Y30.
Rồi, còn cái thằng U30 nữa, UL30 và UC chúng ta sẽ thấy này. Thứ nhất là đây còn cái thằng Y ở đây sẽ bằng 0 này, thôi Y ở đây không bằng 0 bỏ qua này. Chúng ta sẽ có này, cần tính cái gì với Y10 để đo trên cái A1 này. Được chưa? Y30 để chúng ta qua cái thằng A2 này. Đó, thằng V1 thì chính là điện áp trên cái điện cảm N3 và N3 nó sẽ bằng 0 này. Đó. Thế còn V2 đo trên tụ điện C2 thì nó chỗ này nó hở mạch này. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục này. Đầu tiên ta tính luôn Y10 thì bằng Y30 và bằng gì? E0 chia cho R1 đâu? E0 đâu? E0 30 chia R1 cũng 30 bằng 1 a. Rồi, 30 chia 30 1 xong. Thế tiếp tục này. UL 30 UL30 này để chúng ta đo trên V1 đúng không? V1 đo thì nó bằng 0, nó trở thành dây dẫn. Thế UC20 thì bằng bao nhiêu? Đây là vôn này. C20 thì chúng ta thấy C2 này mắc song song với cái cuộn dây L3, hay là cuộn dây L3 lúc này nó trở thành dây dẫn, do đó nó bằng điện áp trên L30 hay cũng chính bằng gì? Bằng UL30 và chính bằng 0 luôn. Tổng vôn, ok. Vậy ta đầy đủ các thông số để ta đã tính số trị rồi. Đấy, cần cái gì ta phải tính ra. Đấy. Tiếp tục này, chúng ta cho cái nguồn xoay chiều gì tác động. Bây giờ cho nguồn gì bằng bao nhiêu? 2 căn 2 sin omega t tác động. Đấy, ampere tác động, được chưa? Thế bây giờ có sơ đồ phức. Sơ đồ phức. Sơ đồ phức. Ta vẽ sơ đồ phức thôi. Vẽ lại sơ đồ phức rất đơn giản thôi. Đó. Đương nhiên sơ đồ phức trong trường hợp cho do G này tác động thì cái thằng E này bỏ đi đúng không? E không bỏ đi nên trong nhánh này chỉ còn có mỗi cái thằng Z1 đi. Thằng này là Z2. Z3. Và nguồn dòng G đây. G, G chấm này. Gì chấm này, ok. Được chưa? Mình ký hiệu thằng này là Y11 đi. Này Y21. Và thằng này Y31 đi. Được chưa? Ok. Người ta có Z1 này. Z1 bằng gì? Bằng R1 đúng không? R1 đây, R1 bằng 30 ohm. Ok. Z2. Z2 thì bằng gì? Z2 bằng G XL2 X ô G omega L2 đấy đúng không? Chỗ này là có omega L được cho này. Omega L2 trừ 1 trên omega C2. Thì chúng ta thấy là omega L2 bằng 20, còn 1 trên omega C2 thì bằng 60 thì bằng trừ trừ G 40 ohm. Tiếp tục Z3 thì bằng G omega L3 hay bằng G 40 ohm. Rồi, thế còn G G chấm thì bằng bao nhiêu? Bằng 2 góc 0 ampere. Thế đến đây ta thấy này. Đến đây. Đến đây là thế này. Ta thấy thằng Z3 và Z2 và Z3 là ngược dấu với nhau hay đối với nhau. Tức là ta thấy Z2 bằng trừ Z3. Đúng không? Suy ra là cái thằng Y21 cộng Y31 sẽ bằng 0. Đúng không? Hai thằng cùng chiều này mà nó đối này thì nó sẽ suy ra Y21 cộng với Y31 là bằng 0 luôn. Đấy, nó cộng hưởng mà. Hay nói khác lúc này thì ta có là Y11 sẽ bằng gì? Bằng gì và bằng 2 góc 0. Thầy nói luôn trong trường hợp mà tổng quát là Z2 nó không bằng gì? Nó không bằng Z3 thì ta sẽ sử dụng là phương pháp định thế nút, nó giống như bài 4.10 thầy đã làm đúng không? Đấy. Thì nếu sử dụng này thì ta chọn phi B bằng 0 này thì ta có phi A
Chia bằng gì? Bằng Z chia cho 1 trên Z1 cộng với 1 trên Z2 cộng với 1 trên Z3. Đó, thì 1 trên Z1 cộng với 1 trên Z2 cộng 1 trên Z3 sẽ bằng 0, vì hai thằng này đảo dấu cộng với nhau sẽ bằng 0. Thì hôm nay chỉ Z chia cho 1 trên Z1 hay nghịch đảo lên thì nó sẽ thành là phi A bằng Z nhân với Z1, đúng chưa? Vì vậy ta có Y11 ấy, thì ta lấy là bằng phi A chia Z1 thì chính là Z luôn. Đấy, chính là Z. Đấy, nếu không ta làm cái này cũng được. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà tổng quát, nếu hai thằng này nó không cộng với nhau không bằng 0, hay nói khác Z1 nó không bằng Z thì trừ Z3, thì chúng ta thấy cứ tính này, sau đó thì sử dụng phương pháp định kế nút đã tính được cái Y11 thôi. Đấy, sau đó tính được Y21, Y31 bình thường. Trong trường hợp này thì cái bài toán dạng bài toán này rất là đơn giản như này rồi. Đấy, thì người ta cho số liệu rất là để chúng ta giảm tải việc tính toán. Thì ta ra được này, ok, Y11 đây rồi, xong. Thế bây giờ mình có Y11 rồi thì mình tính được UAB đây, UAB đúng không? Thì UAB lúc này, UAB này thì có phải bằng Y11 nhân với Z1 không? À, Z1 chính là bằng 30 đấy, nhân luôn thằng này là 30 là 60. Góc gì? 30 nhân 2 là 60 đúng không? Góc 0 luôn. Đấy, vôn thằng này ampere. Rồi tiếp tục từ đấy suy ra là Y21 thì bằng UAB chia cho thằng Z2 bằng này là bằng 60 góc 0 mà chia cho cái thằng Z2 là trừ J40 thì bằng gì? Ở đây trừ thì hình cộng này thì 44 thì 3/2 đúng không? 60 chia cho 40 thì 316 chia cho 3/2 đúng không? Còn 3/2 là 1,5, 1,5 góc 90 độ. Đấy. Nếu chúng ta không biết thì cứ bấm máy thôi. Ok, đúng không? Rồi, 90 độ ampere. Thế còn cái thằng Y31 ấy thì bằng UAB chia cho thằng Z3. Hay cũng vậy bằng 60 góc 0 chia cho J40. J40 thì sẽ bằng 1,5 góc trừ 90 độ ampere. Ok. Đấy. Thế ta tìm được được gì rồi? Được Y rồi thì bây giờ chúng ta tìm sẽ U. Thế thì cái thằng U trên N3, cái thằng UN3 này chính là UAB đúng không? U trên N3 này, đây là chúng ta đây. Đây, đây phải điểm AB không? A B không? Đó thì có phải UN3 31 đi chính là bằng UAB. UAB thì bằng gì? Bằng 60 góc 0. Thế còn UC21 thì bằng cái gì? Thì bằng Y21 nhân với Z, hay là Z của ZC2, ZC2 chính là trừ J 1 trên omega C2 đúng không? Chữ J 1 trên omega C2. Và thằng này chính là bằng bao nhiêu? À, nhân vào đúng không? Bằng 2, 21 đây. 21 là bao nhiêu nhỉ? 21 là 1,5 góc 90 nhân với trừ J 60. Ok, J 60. Đấy. Thứ hai là nhân vào thằng này chắc chắn là góc 0 rồi, vì thằng này nó là 60 góc trừ 90 cơ, thì 60 nhân với 1,5 166 530, vậy thì bằng 6 cộng 30 90, 90 góc 0. Đấy, nếu ta không ta cứ bấm máy đúng không? Đấy, vôn đây, ví dụ ta cứ bấm máy này, không biết ta cứ mạnh dạn bấm máy đấy, chứ còn nhầm nhầm mới thấy đôi khi lại sai đấy. Ví dụ nha, 1,5 góc này, xíp góc 90 độ đúng không? 90 mà nhân với mở ngoặc trừ 60 y đóng ngoặc bằng 90 đấy, 90 đồng 90 góc 0 đúng không? Rồi ok, đấy, ví dụ như thế. Đấy, thế thì ta tính được hết rồi, có hết rồi, bây giờ tìm số chỉ thôi. Tôi xóa đi chỗ này tìm số chỉ nha. Ok, số chỉ rất là dễ, đấy chưa nhỉ? Tính hết rồi, mình tính hết rồi. À, tìm số chỉ này, xóa đi thì tìm số chỉ.
Rồi, số chỉ đồng hồ đo này, số chỉ này. Các đồng hồ đo. À, ta số chỉ có A1 này. A1. IA1 bằng gì? Căn bậc 2 ở đây I11. À, I10 chứ I10 bình phương trước này. Cộng với I11 bình phương đúng không? Đó, bằng căn bậc 2 của I10 bình phương I10 là bằng 30. Đấy, à 1 chứ xin lỗi, I10 1 chứ. 1 1 bình. Thằng này là mấy? Cộng với 2 bình. Là bằng căn 5 đúng không? Tôi bấm máy là bằng căn 5. Ok, ampere. Thế tổng số chỉ của A2 đi. Là IA2 bằng căn bậc 2 của I30 bình phương cộng với I31 đúng không? Chắc là 31 rồi, chọn rồi. 31 bình phương cũng bằng căn bậc 2 của bao nhiêu? 1 bình. I30 là 1 bình. I31 là 1,5 bình phương, bấm máy, thấy chưa? Ampere. Tiếp tục này. Số chỉ V1 thì là nó chính là cái UV1 này. Nhưng mà căn bậc 2 của cái thằng UN 30 bình phương cộng với UAB đấy, hay chính là UN 31 bình phương hay bằng căn bậc 2 của 0 bình cộng với 60 bình. 60 bình. 60 bình thì đương nhiên bằng 60 rồi. Căn bậc 2 60, bình thì bằng 60. Vâng. Thế còn V2 là UV2 bằng căn bậc 2 của UC20 bình cộng với UC21 bình. Rồi thay số vào bằng căn bậc 2 cũng của 0 bình cộng với thằng này là 90 bình. Đương nhiên là bằng 90 rồi. Vốn đấy, ok, rất là đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Đấy. Trong cái bài chúng ta thấy là bài 4.11 đấy, đã giải quyết xong. Đi thi chúng ta có thể chỉ cần người ta chỉ yêu cầu tìm số chỉ có một đồng hồ thôi, A1 thôi, hoặc là V2 hoặc là A2 hoặc là V1. Thì chúng ta cần tìm cái gì người ta tính trên cái đó thôi, chúng ta không phải tính hết đúng không? Đấy, không tính hết như này thì cái lượng thời gian nó sẽ giảm đi tương đối. Còn nếu trong trường hợp mà tính hết này cũng tương đối mất thời gian. Ok chưa? Rồi, video của thầy đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.